Chào mừng quý vị đã đến với kênh Tin tức sức khỏe. Chương trình hôm nay gồm những tin chính sau: tiêm đủ 2 liều vaccine dễ mất khứu giác khi mắc Covid-19. Không phải ô thông gió, đây mới là ổ virus ở chung cư. F0 tại nhà nên giặt quần áo, lau dọn phòng như thế nào? Và sau đây là nội dung đầu tiên: tiêm đủ 2 liều vaccine dễ mất khứu giác khi mắc Covid-19. Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện triệu chứng khác biệt giữa những người đã tiêm 2 mũi, 1 mũi và chưa tiêm vaccine Covid-19. Người đã tiêm 2 mũi vaccine có nhiều nguy cơ gặp triệu chứng mất khứu giác hơn, trong khi người chưa tiêm lại dễ bị sốt cao hơn. Trong khi đó, tình trạng ho dai dẳng lại xuất hiện phổ biến hơn ở người chưa tiêm và chỉ tiêm 1 mũi so với người đã tiêm 2 mũi. Nhìn chung có sự khác biệt rất lớn giữa người tiêm đủ 2 mũi vaccine và người không tiêm vaccine Covid-19. Những người đã tiêm đủ 2 mũi bị các triệu chứng nhẹ hơn, thậm chí chỉ là triệu chứng thoáng qua. Thời gian hồi phục cũng nhanh hơn người chưa tiêm vaccine. Người chưa tiêm vaccine có nguy cơ bị nhiều triệu chứng hơn khi nhiễm Covid-19. Các triệu chứng cũng ở mức độ nặng hơn. Vaccine giúp ngăn ngừa nguy cơ bệnh tiến triển nặng khi nhiễm Covid-19. Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy, vaccine giúp giảm đến 25 lần nguy cơ nhập viện và tử vong khi nhiễm biến thể Delta. Trong khi đó, cơ quan y tế ở nhiều nước vẫn ghi nhận những ca nhiễm đột phá, đó là những người bị phát hiện nhiễm Covid-19 dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine từ 14 ngày trước đó. Tuy nhiên, những ca nhiễm đột phá này có các triệu chứng nhẹ giống cảm lạnh như là sốt, ho khan. Chuyển sang thông tin tiếp theo: không phải ô thông gió, đây mới là ổ virus ở chung cư. Từ những ca nhiễm Covid-19 trong chung cư, không ít cư dân lo lắng virus phát tán theo hệ thống thông gió. Tuy vậy, có những nơi khả năng lây nhiễm cao hơn nhưng cư dân thường dễ bỏ qua. Các chuyên gia cho rằng, những nơi ở chung cư dễ lây lan virus gồm những hành lang hẹp thường đóng kín cửa, tay nắm cửa và thang máy. Khi đi ra ngoài phải nghĩ mình có thể tiếp xúc với virus thông qua mũi và họng nữa. Cũng có thể tiếp xúc gián tiếp với virus qua bàn tay của mình. Cho nên khi đi ra khỏi cửa, nơi hành lang thì phải vắng người mới đi. Đồng thời phải mang khẩu trang và kính chắn giọt bắn. Khi đi bất cứ chỗ nào cũng phải cầm theo chai nước rửa tay. Nếu cầm nắm vào vật gì đó phải sử dụng ngay nước rửa tay. Theo các chuyên gia, người dân nên hạn chế đi thang máy lúc đông người. Sau khi bấm nút mở thang máy, cửa thang mở ra thì cư dân không nên đi vào ngay mà đợi cho luồng gió trong thang máy được đẩy hết ra ngoài. Trong thời điểm phải sống chung với dịch bệnh như hiện nay, bác sĩ cho rằng người dân sống ở chung cư đừng nên quá căng thẳng về điều đó, đặc biệt là không được lơ là đối với vùng tay và miệng khi đi ra ngoài hoặc là trong thang máy. Chuyển sang thông tin cuối cùng: F0 tại nhà nên giặt quần áo, lau dọn phòng như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Bùi Minh Thành, Bệnh viện Nhân dân Gia Định khuyến cáo một số lưu ý cho F0 giặt quần áo, lau dọn phòng như sau để tránh lây nhiễm, mau khỏi bệnh. 1. Lau chùi thường xuyên các phòng trong nhà, mở các cửa sổ ít nhất 10 phút, nhiều lần trong ngày. Lau chùi và khử khuẩn các bề mặt F0 đã chạm đến như là tay nắm cửa, vật dụng trong phòng tắm, phòng vệ sinh, nền nhà bằng các chất tẩy rửa thường dùng hàng ngày. Sau đó rửa với sản phẩm có chứa nước da ven rồi rửa sạch lại bằng nước. 2. Lau chùi phòng tắm và phòng vệ sinh sau khi sử dụng với nước tẩy da ven hay những sản phẩm tẩy trùng khác. Không dùng chung các vật dụng hàng ngày như là khăn, vật dụng tắm rửa, xà phòng, chén bát, điện thoại. 3. Sử dụng túi đựng rác, thùng rác riêng. Không để trộn lẫn với các vật dụng khác. Đóng gói bịch rác, đặt vào một túi chất dẻo. F0 không nên chạm đến trong vòng 24 giờ, sau đó loại bỏ túi rác. Ngoài các biện pháp đảm bảo vệ sinh trên, F0 cũng cần lưu ý đến tình trạng sức khỏe, tránh nguy kịch. Cụ thể, F0 có một trong các triệu chứng như sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, tiêu chảy, mất mùi vị, đau ngực, nặng ngực, cảm giác khó thở, được hướng dẫn liên hệ nhân viên y tế qua tổng đài 1022, bấm số 3 để được tư vấn từ Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc số 4 để được tư vấn từ thầy thuốc đồng hành. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của Tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.